Mến chào tái ngộ quý khán thính giả thân thương trong bản tin Hoa Kỳ ngày 7 tháng 5 năm 2023 do Emily và Cộng sự thực hiện. Kính chúc cho quý vị có thật nhiều niềm vui, luôn bình an và hạnh phúc. Cũng như thường lệ để mở đầu chương trình, xin quý vị thương nhấn cho Emily một nút like và đăng ký ở góc bên phải để đội ngũ của Emily có động lực cập nhật những chương trình hay nhất cho quý vị theo dõi hàng ngày. Xin được cảm ơn quý khán thính giả thật nhiều. Trở lại với bản tin ngày hôm nay, Emily xin gửi tới quý vị những nội dung chính sau đây. Mỹ và Saudi Arabia bàn về sáng kiến nhằm giảm căng thẳng ở Sudan. Tập Cận Bình tức điên khi hàng trăm lãnh sứ quán Trung Quốc tại New York bị đóng cửa. Nguồn viện trợ cho Afghanistan giảm mạnh. Và sau đây là phần thông tin chi tiết. Kính thưa quý vị thân mến, Ngoại trưởng Mỹ và Saudi Arabia đã thảo luận về việc phát triển sáng kiến chung nhằm tổ chức đàm phán cho hai bên tham chiến tại Sudan, kêu gọi các bên tích cực tham gia đàm phán hướng tới lệnh ngừng bắn. Các quan chức của Mỹ và Saudi Arabia đang xúc tiến kế hoạch tổ chức đàm phán cho các bên tham chiến tại Sudan. Thưa quý vị, trong một tuyên bố vào ngày 5 tháng 5, Bộ Ngoại giao Saudi Arabia cho hay, Ngoại trưởng của nước này Hoàng tử Faisal bin Fahan và Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã thảo luận về việc phát triển sáng kiến chung nhằm tổ chức đàm phán cho hai bên tham chiến tại Sudan. Cuộc đàm phán dự kiến diễn ra vào ngày 6 tháng 5 ở thành phố Jeddah của Saudi Arabia. Theo tuyên bố, thì sáng kiến trên nhằm giảm mức độ căng thẳng tại Sudan. Mỹ và Saudi Arabia đã bày tỏ khoan ngân các cuộc đàm phán mới giữa quân đội Sudan và các lực lượng hỗ trợ nhanh RSF sau nhiều tuần giao tranh. Hai nước này kêu gọi các bên xung đột tích cực tham gia đàm phán hướng tới lệnh ngừng bắn và chấm dứt xung đột. Trong một diễn biến liên quan, vào cùng ngày, quân đội của Sudan thông báo đã cử phái đoàn tới Saudi Arabia để thảo luận về các chi tiết của thỏa thuận ngừng bắn đang trong quá trình gia hạn với phe bán quân sự đối địch. Thưa quý vị, tuyên bố nhấn mạnh, động thái này nhằm đảm bảo và chuẩn bị các tình huống phù hợp để giải quyết các khía cạnh nhân đạo cho công dân của Sudan. Trong tình hình thực tế hiện nay, hai bên tham chiến đã đạt được nhiều thỏa thuận ngừng bắn kể từ khi bắt đầu giao tranh vào ngày 15 tháng 4 vừa qua, song không có thỏa thuận nào được tôn trọng. Trước đó, thì quân đội Sudan và RSF bên tuyên bố sẽ chỉ bàn về thỏa thuận ngừng bắn nhân đạo mà không hướng đến chấm dứt xung đột. Theo thống kê của Liên Hợp Quốc, thì có hàng ngàn công dân của Sudan đã phải sơ tán khẩn cấp hoặc là tháo chạy sang các nước láng giềng, trong đó có Ai Cập, Ethiopia và Chad để tránh xung đột vũ trang. Bộ Y tế Sudan cho biết đã có ít nhất 550 người thiệt mạng và 4.926 người bị thương kể từ khi bạo lực bùng phát. Tập Cận Bình tức điên khi hàng trăm lãnh sự quán Trung Quốc tại New York bị đóng cửa. Quý vị thân mến, các nhà lập pháp đảng Cộng hòa nã phát súng chỉ thiên vào Trung Quốc khiến cho ông Tập Cận Bình tức sôi máu. Cụ thể, hai nhà lập pháp thuộc đảng Cộng hòa đã địa trình luật chỉ đạo chính quyền của ông Biden đóng cửa Tổng lãnh sự quán Trung Quốc và Văn phòng Kinh tế và Thương mại Hồng Kông tại thành phố New York. Động thái này được đưa ra sau khi giới chức của Mỹ bắt giữ hai người với cáo buộc điều hành một đồn cảnh sát mật tại New York theo lệnh của chế độ Trung Quốc. Thưa quý vị, hai dân biểu đó chính là Tom Tiffany và Lancy Golden đang tìm cách trục xuất các nhà ngoại giao của Trung Quốc khỏi thành phố New York. Trong một tuyên bố, thì ông Tiffany trích dẫn báo cáo về đồn cảnh sát bí mật ở New York được cho là một trong hơn 100 đồn như vậy do các đặc vụ của Trung Quốc điều hành trên khắp thế giới. Và ông cũng nói về vụ bắt giữ hơn 40 người, hầu hết là sĩ quan tại Bộ Công an của Trung Quốc. Vào tháng 9 năm 2022, một báo cáo của Stepward Defender, tổ chức phi chính phủ về nhân quyền được thành lập năm 2016, các buộc các độc vụ của chế độ Trung Quốc đã bí mật hoạt động ở một số quốc gia, sử dụng các đồn cảnh sát mật làm cơ sở hoạt động để giám sát những người bất đồng chính kiến với Trung Quốc, và thậm chí ép buộc những người Trung Quốc xa xứ trở về phía Trung Quốc. Thưa quý vị, vấn đề là Trung Quốc đã thiết lập các đồn cảnh sát này trên khắp thế giới, bao gồm cả ở thành phố New York. Và bạn biết đấy, điều này đã thực sự đã không nhận được nhiều sự chú ý. Nhưng nó đang được thực hiện trên toàn thế giới, kể cả ở Hoa Kỳ. Ông Tiffany nói với chương trình tiêu điểm Trung Quốc của đài truyền hình Tân Đường Nhân, NTD. Ông Tiffany nói thêm rằng, vì vậy tôi tin rằng chính quyền Biden nên đóng cửa nó, và những gì chúng tôi đang đề xuất là lãnh sự quán nên bị đóng cửa, và những nhà ngoại giao của chế độ độc tài Trung Quốc có liên quan đến nó nên bị loại khỏi hợp Trung Quốc-Hoa Kỳ. Đề xuất này được loan báo vài ngày sau khi Bộ Tư pháp Hoa Kỳ DOJ công bố cáo buộc đối với hai cá nhân bị cáo buộc điều hành một đồn cảnh sát mật ở New York, theo lệnh của Bộ Công an MPS của Trung Quốc. Theo cuộc phỏng vấn NTD, ông Tiffany gọi các đồn cảnh sát mật là trái ngược với đất nước tự do cởi mở mà chúng ta khao khát trở thành, và đồng thời cho biết thêm rằng Trung Quốc đang cố gắng đe dọa những người Trung Quốc đang sống ở Hoa Kỳ để họ không thể tiếp tục cuộc sống của mình nữa. Cần cứng rắn đẩy lùi mối đe dọa từ phía Trung Quốc. Thưa quý vị, theo tờ New York Post đưa tin vào ngày 18 tháng 4 năm 2023, ông tiffany chỉ ra báo cáo về sáu đồn cảnh sát của trung quốc khác đang hoạt động tại hoa kỳ trải dài từ california đến new york ông ấy nói tôi hy vọng các cơ quan tình báo của chúng ta sẽ tiếp tục điều tra việc này bởi vì nếu chúng ta thấy kiểu hành vi này ở các lãnh sự quán khác hoặc là các đồn cảnh sát khác các hoạt động vệ tinh khác Bất cứ điều gì bạn muốn gọi họ trên khắp đất nước, nếu đúng là như vậy thì những tổ chức đó nên bị đóng cửa khi chúng ta xác định họ là mối đe dọa với người dân của Hoa Kỳ hoặc xác định họ đánh cắp tài sản trí tuệ của chúng ta. Vị nghị sĩ đại diện cho tiểu bang Wisconsin cho rằng chính quyền của Joe Biden nên cứng rắn trong việc đẩy lùi mối đe dọa như vậy từ phía của Trung Quốc. Thưa quý vị, những kẻ bắt nạt sẽ tiếp tục dẫm lên chân bạn, và nếu bạn lùi lại thì họ sẽ tiếp tục làm điều đó và chúng ta cần phải giải quyết vấn đề này sớm. Bạn nhìn vào những thứ khác đang xảy ra trên khắp thế giới, nếu chúng ta không đứng lên ngay bây giờ, nếu chúng ta chỉ thực hiện chính sách nhân nhượng, họ sẽ không làm gì ngoài việc trở nên hung hãn hơn. Nguồn viện trợ cho Afghanistan giảm mạnh. Thưa quý vị, người dân Afghanistan đang đối diện với một năm khó khăn khi nguồn tài trợ cạn kiệt. Các nhà tài trợ chính của họ phải đối phó với lệnh cấm áp đặt lên phụ nữ của chính quyền Taliban cùng với nhiều khủng hoảng bất ngờ xảy ra trên thế giới. Kể từ khi lật đổ chính phủ do phương Tây hậu thuẫn vào tháng 8 năm 2021, chính quyền của Taliban thắt chặt kiểm soát đối với phụ nữ, bao gồm việc cấm nữ giới học đại học và đóng cửa các trường trung học dành cho nữ sinh. Vào tháng trước, thì Taliban bắt đầu thực thi lệnh cấm phụ nữ Afghanistan làm việc cho Liên Hợp Quốc sau khi yêu cầu hầu hết phụ nữ ngừng làm việc cho các nhóm viện trợ kể từ tháng 12 năm 2022. Taliban nói rằng họ tôn trọng quyền của phụ nữ theo những quy định nghiêm ngặt của luật Hồi giáo. Các quan chức của Taliban cho biết các quyết định về nữ nhân viên cứu trợ là vấn đề nội bộ. Samatha Power, quản lý của Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ, chia sẻ với báo chí, Chúng tôi không đồng tình với những quy định này bởi vì nó vừa đáng trách về mặt đạo đức vừa vô lý. Bà nhận định năm 2023 là một năm khó khăn đối với người dân Afghanistan, trong khi vào năm 2022, USAID có nhiều ngân sách hơn để ứng phó với những tác động từ cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine mà Liên Hợp Quốc cho rằng đang làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu. Liên Hợp Quốc sẽ không rút khỏi Afghanistan và tiếp tục nỗ lực giúp đỡ hàng triệu người đang gặp khó khăn, theo cam kết của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres. Tuy nhiên thì ông Guterres cho biết các nguồn tài trợ đang dần dần cạn kiệt. Liên Hợp Quốc mới nhận được chưa đến 7% khoản kêu gọi 4,6 tỷ đô la dự kiến trong năm 2023. Theo dữ liệu của Liên Hợp Quốc, Mỹ là nhà tài trợ lớn nhất vào năm 2022 với gần 1,2 tỷ đô la. Năm nay, Mỹ vẫn là nhà tài trợ lớn nhất, nhưng chỉ với 75 triệu đô la. Theo Samantha Power, Mỹ đang đưa ra một số quyết định khó khăn trong năm nay về viện trợ nhân đạo toàn cầu. Bà cho biết các quỹ của Mỹ đang căng ra bởi các cuộc khủng hoảng bất ngờ như là trận động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ, Syria hay tình hình căng thẳng ở Sudan. Bên cạnh đó, bà cho rằng các nước vùng vịnh sẽ là một nhóm đối tác tiềm năng trong việc kêu gọi viện trợ. Về phía Anh, Nước này cắt giảm ngân sách viện trợ quốc tế trong năm nay vì cần chi nhiều hơn trong nước để giúp đỡ người tị nạn, đặc biệt là từ Ukraine và Afghanistan. Quốc gia này từng cam kết viện trợ gần 180 triệu đô la cho Afghanistan và Pakistan từ giờ cho đến ngày 5 tháng 4 năm 2024. Theo dữ liệu của Liên Hợp Quốc, Anh đã tài trợ hơn 450 triệu đô la cho lời kêu gọi của Liên Hợp Quốc vào năm ngoái, khiến cho nước này trở thành nhà tài trợ lớn thứ hai sau Mỹ. Đại sứ Anh tại Liên Hợp Quốc Barbara Woodward công nhận nhu cầu nhân đạo to lớn của Afghanistan. Bà Barbara Woodward chia sẻ với báo chí rằng, chúng tôi đang cố gắng đáp ứng nhu cầu đó, làm việc với các đối tác, đồng thời đảm bảo rằng, chúng tôi không đưa ra bất cứ điều gì khiến cho Taliban có lý do để nghĩ rằng họ có thể áp đặt những quy định thời trung cũ. Vào năm ngoái, thì Thụy Sĩ là một trong những nhà tài trợ hàng đầu của phương Tây với khoảng 35 triệu đô la. Đại sứ Thụy Sĩ tại Liên Hợp Quốc Pascal Beriswil mô tả tình hình ở Afghanistan là một tình thế khó xử. Nếu dừng viện trợ, mọi người sẽ chết, Beriswil nói. Nhưng đồng thời không thể thực hiện các dự án viện trợ nếu phụ nữ không thể tham gia làm việc. Hiện tại thì chúng tôi chưa có giải pháp cho việc này. Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc phần tin tức hôm nay do Emily và Cộng sự thực hiện kính chúc cho tất cả quý khán thính giả có thật nhiều niềm vui và hạnh phúc cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm theo dõi chương trình của emily xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những bài bình luận kế tiếp quý vị đừng quên bấm đăng ký và bấm biểu tượng hình chuông bên phải để nhận được những bản tin mới nhất